Mình chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào bà con cô bác xa quê. Hôm nay Minh Toàn xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về cái khu đô thị Dương Nội ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cái khu Dương Nội này là một cái khu đô thị mới của thành phố Hà Nội. Ngày hôm nay đất ở cái khu Dương Nội này cũng đang rất là nóng. Chính vì thế mà hôm nay Minh Toàn có cái dịp đến cái khu Dương Nội này và muốn chia sẻ một số cái hình ảnh về cái khu Dương Nội của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đến quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu thêm về cái khu Dương Nội này. Thì sau đây Minh Toàn xin mời quý vị và các bạn hãy ngắm cái khu Dương Nội này trên bằng các cái hình ảnh ở trên cao, tức là bằng cái flycam mà Toàn quay. Sau đó thì sẽ cùng với Minh Toàn chúng ta hãy đi dạo quanh ở khu Dương Nội này để hiểu thêm về khu Dương Nội này, làm sao mà khu này lại đất rất là nóng và rất là nhiều căn biệt thự như được là đài báo đã nói đến, những cái căn biệt thự bỏ hoang rất là lâu và bất động sản đã quay trở lại thời gian này rất là nóng trong khoảng một năm đổ về đây. Thì xin kính mời quý vị và các bạn. Bây giờ thì Minh Toàn xin mời quý vị và bạn chúng ta hãy dạo một quanh vòng quanh cái khu Dương Nội Hà Đông này, xem khu Dương Nội này như thế nào nhé. Đây là khu Dương Nội ở Hà Đông và như quý vị và bạn cũng đã biết là khu này thì là khu mới ở Hà Đông, thì các cái nhà đầu tư cũng như là rất là nhiều cái nhà biệt thự được xây lên bởi các nhà đầu tư. Và đường ở trong khu Dương Nội này quý vị bạn thấy cũng rất là vắng so với nếu mà đường Hà Nội như thế này thì rất là vắng. Quý vị bạn thấy các ngôi nhà đang được xây dựng.
mình Toàn quan sát thì mình Toàn thấy là ở trong khu dương nội này là dân tỉnh sống đang rất là ít các bạn ạ. Đây, các cái khu này đang xây dựng. Và phía trước mặt quý vị các bạn là một cái hồ rất là rộng. Ở đây mình Toàn xin chia sẻ với quý vị các bạn với tư cách là một người đi khám phá chứ không phải là một hướng dẫn viên du lịch, nên trong quá trình chia sẻ có gì mà không hài lòng thì cũng rất mong các bạn hãy bỏ qua cho mình Toàn. Đây, hồ quý vị bạn nhìn thấy rất là rộng đúng không ạ? Trong khu dương nội này thì hiện giờ rất là rộng và người dân thì chưa ở mấy. Trong này thì theo cái như quý vị bạn cũng đang nhìn thấy ở trong này thì chủ đầu tư cũng như là các cái nhà đầu tư là rất là chú ý về là môi trường, rất là nhiều người quét rác và cây xanh rất là nhiều, rất là mát mẻ. Ở đây thì hầu như các căn biệt thự là chưa bán được nhiều quý vị các bạn ạ. Mới bán được khoảng bán thì mọi người ôm đất thôi, nhưng mà để mà nói để mà dân tình mua thực sự để mà sử dụng thì ở trong khu dương nội này mua chưa đến mua sử dụng chưa đến 1% đâu quý vị các bạn. Và đường xá trong này rất là đẹp. Đây, như quý vị bạn đang thấy đường rất là rộng, đường 4 làn. Có những tuyến đường to như này là đường 4 làn. Và các căn biệt thự cũng biệt thự liền kề cũng đang được xây lên. Chúng ta hãy đi tham quan ở khu nhiều cây này xem thử có gì thú vị nhá. Khu dương nội thì là nằm ở cái đường Lê Văn Lương kéo dài xuống đường Tố Hữu, và bên tay phải đường Tố Hữu khi mà quý vị bạn đi từ hướng Lê Văn Lương đi xuống Hà Đông ấy thì nó nằm bên phải đường Tố Hữu các bạn nhé. Đấy, đường xá trong này đẹp lắm các bạn. Đây là một trong những cái khu mới của Hà Nội. Đây, các bạn cũng đang thấy các cái liền kề cũng như là các biệt thự chưa được người ở, chưa có người ở. Và đây là các khu trường học, trạm y tế. Nếu mình Toàn có tiền, mình Toàn đầu tư trong này một căn biệt thự như này, mình Toàn cảm thấy rất là hài lòng khi mà dạo quanh khu dương nội này. Đây là các nhà liền kề các bạn, và chưa có người ở. Khu dương nội này cũng là một cái khu mà rất là nóng về đất ở Hà Đông, Hà Nội ngày nay. Nhưng trước việc bạn biết ở khu Thanh Hà, mình Toàn có chia sẻ thì là cái tình trạng mà đất sốt rất là cao. Như khu này thì là nó không được sầm uất, hay là đất nó cũng không nóng bằng ở khu Thanh Hà, nhưng mà đây cũng là một trong những khu mà đất rất là nóng,
ở Hà Đông, Hà Nội. Các cái căn liền kề như thế này chưa có người sử dụng. Và từ khu Dương Nội này lên trung tâm thành phố Hà Nội cũng rất là thuận tiện, rất là gần. Chúng ta chỉ cần đi ra cái đường Tố Hữu, chúng ta ngược lên trung tâm Hà Nội qua cái đường Lê Văn Lương kéo dài. Đây các bạn thấy các cái căn biệt thự xây lên và đang bỏ hoang. Đây là một trong những cái khu cũng được là tài báo và dân mạng nói rất là nhiều về cái sự bỏ hoang của các cái căn biệt thự. Đây như đằng trước các bạn cũng đang thấy, đây là cái đường mà chúng ta đi thẳng ra đường Tố Hữu. Đây là đường này đi thẳng ra đường Tố Hữu các bạn. Nhưng mà mình toàn không đi thẳng ra đường Tố Hữu, mà mình toàn muốn việc bạn chúng ta hãy khám phá ở cái trong cái khu Dương Nội này để quý vị bạn hiểu thêm về Dương Nội. Ở trong trường khu Dương Nội này thì cũng có các chú và các bác bảo vệ. Nếu mà quý vị bạn muốn tìm nhà hay tìm đường, tìm địa chỉ liên hệ thì các bạn hãy hỏi các cái chú bảo vệ, các chú đấy cũng chỉ rất là nhiệt tình cho các bạn. Và đây thì các cái chị em môi trường đang quét dọn. Thì chính vì thế mà quý vị bạn đã hiểu vì sao mà đường Dương Nội nó lại sạch sẽ. Đấy các bạn đang thấy các cái căn biệt thự liền kề mọc lên rất là nhiều. Và trong này cũng người dân cũng đã có một số người dân đã sinh sống ở đây, nên mà việc bạn cũng có thể thấy là có người ở nhưng mà tỷ lệ rất là ít. Và đây là những cái căn mà cách đây 2 năm mình toàn đi thì cũng đã xây lên nhưng mà chưa hoàn thiện và để đến bây giờ. Đây các bạn thấy những cái vườn hoa rất là đẹp. Cây cối ở trong khu này cũng rất là mát mẻ. Đây các bạn thấy các vườn hoa như thế này. Cái cách xây các căn biệt thự quý vị bạn. Như quý vị các bạn thấy các cái căn này cũng đang hoàn thiện để mà kịp cái tiến độ cho các chủ đầu tư cũng như là các cái người dân mua.
Đây là cái đường chính để ra, và phía này là phía ra của đường Tố Hữu. Thì phía đi ra đường Tố Hữu. Và xin mời quý vị bạn chúng ta hãy đi một vòng ở ngoài, phía ngoài. Phía ngoài thì như các bạn cũng đã biết thì các khu đầu tư thì thường là có những cái hình ảnh ở phía ngoài. Thì ở đây thì Minh Toàn cũng thấy ở đây các cái hình ảnh như thế này. Sau này ở trong khu dân nội là một cái khu đáng sống của Hà Nội. Và đây thì cũng là cái khu mà trồng đào, trồng quất cũng như trồng cây cảnh phục vụ cho cái các cái dịp lễ Tết của Hà Đông, Hà Nội. Ở Hà Đông bây giờ thì rất là nhiều khu phát triển. Và khu rừng nuôi này cũng là một trong những cái khu phát triển và khu mới của Hà Đông, Hà Nội. Thì nếu mà quý vị các bạn có dịp thì xin kính mời quý vị các bạn hãy đến khu rừng nuôi này một lần để chúng ta tham quan, và cũng có thể là quý vị các bạn muốn đầu tư đất hay là về bất động sản thì đây cũng là một cái khu mà ở Hà Đông bây giờ cũng rất là nóng. Bạn thấy các cái căn nhà làm lên bỏ giờ rất là nhiều. Các cái tuyến đường này thì là tuyến đường mà đều nối ra được hai cái đường lớn của Hà Đông. Đi đường này như quý vị bạn biết là cũng là một cái đường mà chúng ta ngược ra ở đường Tố Hữu. Đấy, lại biệt thự các bạn. Trong này cái đường chính rất là đẹp các bạn. Đây là cái tuyến đường chính ở giữa của cái khu rừng nội này. Các cái căn nhà liền kề lại, các căn nhà liền kề chưa bán và chưa có người ở. Và đây là đường đi ra phía ngoài dân và đi ra cái đường chính của Hà Nội rồi.
để hiểu thêm về Hà Nội ngày nay, như là Hà Đông, Hà Nội ngày nay, thì rất mong các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những cái video về Hà Nội ngày nay, và cũng như là ủng hộ kênh Việt Nam Travel hay là kênh của Minh Toàn, để Minh Toàn này có những cái video mới thú vị hơn để phục vụ quý vị và các bạn được tốt hơn. Và video Minh Toàn hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem video. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.